Thưa quý vị, từ ngày 25-26 tháng 9, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn làm trưởng đoàn đã tham dự diễn đàn thị trưởng các thành phố trên thế giới tại Seoul, Hàn Quốc về chủ đề những thành phố đáng sống và bền vững, tạo dựng một tương lai hòa nhập và kiên cường. Diễn đàn có sự tham dự của 46 thị trưởng các thành phố trên thế giới, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức tập đoàn và doanh nghiệp tiêu biểu trên toàn cầu. Tại diễn đàn, thị trưởng đã trao đổi về những vấn đề làm thế nào để thị trưởng có thể xây dựng các xã hội hòa nhập và trao quyền cho cộng đồng chia sẻ về sự hòa nhập và trao quyền là không thể thiếu để xây dựng một xã hội cho tất cả mọi người bao gồm cả các nhóm khó khăn và yếu thế thảo luận về các chính sách và hành động hiệu quả nhằm đạt được sự hòa hợp và hòa nhập xã hội bình đẳng về cơ hội và khả năng tiếp cận sự tham gia của người dân và trao quyền cho cộng đồng cũng như sự khoan dung và tôn trọng sự đa dạng